xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn và trong video ngày hôm nay Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng đó chính là dòng sản phẩm ở Đông trùng hạ thảo nhân sâm hộp gỗ vàng 60 viên đến từ Hàn Quốc. Thưa các bạn ở chúng ta thì đều biết rằng Đông trùng hạ thảo hay nhân sâm là một trong những loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm Đồng thời là mang đến những công dụng vô cùng tuyệt vời với sức khỏe của người dùng đúng không ạ? À, và tất nhiên thì không phải ai cũng có cơ hội và điều kiện để sử dụng cũng như là để mua đông trùng hạ thảo hay là nhân sâm. Chính vì vậy, hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã nghiên cứu và kết hợp đông trùng hạ thảo cùng với nhân sâm để cho ra đời dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên như bên cạnh Kiều Anh đây. À, vâng thưa các bạn, ở dòng sản phẩm này thì có thiết kế là vô cùng sang trọng hiện đại à, và đây sẽ là một trong những điểm cộng để chúng ta sử dụng sản phẩm này làm quà tặng cho người thân, bạn bè hay là cấp trên. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng dòng sản phẩm này có công dụng gì thì Kiều Anh xin được giải thích như sau. Công dụng đầu tiên của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nhân sâm hộp gỗ 60 viên này đó chính là khả năng giúp tăng cường hệ miễn dịch cũng như là tăng cường sức đề kháng. Đông trùng hạ thảo thì vốn đã được biết đến là một trong những loại nguyên liệu ở gần như là top đầu trong việc là tăng cường sức đề kháng cho người dùng. Vậy nên khi sử dụng dòng sản phẩm này thì đối với những người mà có sức đề kháng kém thì hãy hoàn toàn yên tâm bởi vì chỉ sau khi sử dụng từ 2 tuần cho đến là 1 tháng bạn sẽ thấy là hệ miễn dịch của mình có sự thay đổi đồng thời là các bạn sẽ không còn dễ mắc phải những căn bệnh như là ốm sốt hay là ho nữa. Công dụng thứ hai của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nhân sâm hộp gỗ 60 viên này đó chính là khả năng giúp ngăn ngừa lão hóa cũng như là giúp trẻ hóa làn da. Công dụng thứ ba đó chính là sản phẩm này thì giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, giảm stress áp lực lên hệ thần kinh của chúng ta, đồng thời là tăng cường sự hoạt động trí não, giúp chúng ta nhớ lâu hơn, làm việc hiệu quả hơn. Công dụng thứ tư của dòng sản phẩm này đó chính là giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Thứ năm, dòng sản phẩm này thì còn có công dụng là giúp bồi bổ sức khỏe toàn diện, nhất là đối với những người vừa sau khi ốm dậy hay là những người đang trong quá trình điều trị bệnh. Và cuối cùng, dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo nhân sâm hộp gỗ 60 viên này thì được biết đến là có công dụng giúp phòng ngừa bệnh tật vô cùng hiệu quả. Sản phẩm này không chỉ có công dụng à là giúp hỗ trợ điều trị ung thư, ngăn ngừa ung thư mà đối với những người gặp phải tình trạng huyết áp không ổn định, ấm mỡ máu tiểu đường hay là độc gan, gặp các vấn đề về gan khi sử dụng dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo nhân sâm 60 viên này thì sẽ giúp cho bạn phòng ngừa bệnh tật tốt hơn, đồng thời là hỗ trợ điều trị các căn bệnh này hiệu quả hơn. Vâng, vừa rồi là những công dụng chính của dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo nhân sâm hộp gỗ vàng 60 viên. Ngoài những công dụng chính mà Kiều Anh vừa nêu trên thì dòng sản phẩm này còn có vô vàn những công dụng khác mà trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ thấy rõ. À, và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng 60 viên này lại có công dụng tuyệt vời như vậy thì kêu anh xin được giải thích như sau. Đông trùng hạ thảo có nhiều giá trị với sức khỏe như chống viêm, hạ đường huyết, hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, giúp điều hòa hệ miễn dịch và chống oxy hóa. Ngoài ra, gần đây các nhà khoa học còn phát hiện rằng trong đông trùng hạ thảo còn chứa nhiều hoạt chất mới có trong sinh khối của nấm dược liệu đông trùng hạ thảo như codiceptic acid, codicepin, adenosine, hydrocetin adenosine, đặc biệt nhóm hoạt chất hydrocin ethin adenosine analog có tác dụng kháng khuẩn và kháng virus vô cùng mạnh. Vâng, nếu như trong đông trùng hạ thảo có chứa nhiều các loại hoạt chất hiếm như kiểu anh vừa chia sẻ thì trong nhân sâm được biết đến là một trong tứ đại thược dược gồm sâm nhung quế phụ và trong sâm thì có chứa nhiều saponin, Hoạt chất được biết đến là có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, đồng thời là phòng chống đông ung thư vô cùng hiệu quả. Hay ở nhân sâm còn được biết là có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm, đồng thời là phòng ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Vâng, từ những hợp chất quý hiếm của hai loại nguyên liệu này mà các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nhân sâm bên cạnh kiểu anh đây và sản phẩm này thì được thiết kế ở dưới dạng viên như trên tay kiểu anh và với mỗi một viên đông trùng hạ thảo nhân sâm này thì được đựng riêng trong một chiếc lọ ở đóng kín như này để đảm bảo rằng là trong quá trình chúng ta sử dụng thì chất lượng của sản phẩm này vẫn được giữ nguyên. Và nếu như các bạn đang muốn hỏi rằng cách sử dụng sản phẩm này như nào thì hãy chú ý kỹ nhé. Là với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nhân sâm hộp cỗ 60 viên này thì mỗi ngày các bạn hãy sử dụng một viên như trên tay kiểu anh đây. Mỗi ngày chúng ta sử dụng một viên ạ. Và để uống sản phẩm này thì các bạn có thể là nghiền nhỏ ra sử dụng với nước ấm hoặc là nhai trực tiếp và mỗi ngày các bạn hãy nhớ cho kiều anh là uống một viên à, và chúng thời điểm tốt nhất để chúng ta sử dụng sản phẩm này đó chính là vào buổi trưa hoặc là buổi tối trước hoặc là sau khi ăn từ 15 cho đến là 20 phút À, vâng, ngoài ra nữa là trong quá trình sử dụng thì chúng ta chỉ cần lưu ý một vài điểm nho nhỏ như sau. Đó chính là sản phẩm này thì đối với phụ nữ đang trong quá trình mang thai và cho con bú thì nên hỏi kỹ ý kiến của chuyên viên tư vấn trước khi sử dụng. Hay là đối với những người mà chúng ta mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm thì cũng nên hỏi ý kỹ ở ý kiến của nhân viên tư vấn. Vâng, chỉ cần lưu ý một vài điểm nho nhỏ như vậy thôi là chúng ta đã tận dụng được hết những công dụng mà sản phẩm này mang lại rồi chỉ với một viên đông trùng hạ thảo nhân sâm nho nhỏ như trên tay kiểu anh mà đã mang lại những công dụng vô cùng tuyệt vời. À, chính vì vậy để mua được sản phẩm tốt nhất chất lượng nhất thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm ở đông trùng hạ thảo nhân sâm hộp gỗ vàng 60 viên đến từ Hàn Quốc hy vọng với những thông tin kiều anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo